Thì ở tại cửa hàng này tôi có tái hiện bởi các cái đồ vật và những cái kỷ niệm của một cái thời bao cấp. Và sâu sắc hơn nữa thì tôi rất là cảm thấy thú vị về cái ẩm thực của một cái thời rất là khó khăn đó. Họ muốn hoài niệm, muốn tìm lại những ký ức xưa. Còn tôi thì tôi mong muốn rằng là mọi người hãy cùng với tôi để giữ gìn và phát triển cái gọi là một cái phần của lịch sử của đất nước. Đây là một cái cân. Và chiếc cân này nó gắn bó với tuổi thơ của tôi. Mỗi khi mà đi xếp hàng mua thịt, mua cá là các cô mậu dịch viên sẽ đứng sau cái cân này để cân hàng cho mình. Cơm cháy có nghĩa là ngày xưa thì dùng dùng cháy của cơm rất là ngon. Thì nay thì tôi cũng dùng cơm để tôi nướng ở trên một cái nồi gang. Thì sau đó thì sẽ ăn kèm với hai cái món như là thịt chưng với móng tép để ăn cùng với cháy. Và thịt bò tôi kho nó lên để cũng dùng được với cái món cơm cháy này. Để làm sao vì là các bạn trẻ này hay người nước ngoài cũng đều sử dụng được và cảm thấy thú vị. Nên là các bạn nước ngoài đến đây thì tự đặt tên cho cái món cơm cháy của tôi là Việt Nam Miss Pizza. Thì còn người Việt Nam thì những thế hệ cha chú đi trước thì đến đây thì rất là xúc động bởi vì đã sống qua một cái thời khó khăn đó rồi. Còn các bạn trẻ thanh niên thì đến đây bởi vì tò mò muốn tìm hiểu xem là bố mẹ rồi cô chú mình những thế hệ cha chú đi trước đã từng sống như thế nào, thì các bạn ấy rất là háo hức kiểu như tò mò để tìm hiểu.